Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 25 tháng 12 năm 2021 về việc Nga tuyên bố thử thành công tên lửa siêu thanh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã tiến hành thử tên lửa siêu thanh Zircon, một vụ phóng thử hệ thống siêu thanh Zircon đã được thực hiện vào đêm qua. Chính xác hơn là vào sáng nay, đây là tên lửa mới nhất của chúng tôi, có thể bắn các mục tiêu trên biển và trên mặt đất. Các cuộc thử nghiệm đã tiến hành thành công, hãng tin Sputnik dẫn lời ông Putin nói trong cuộc họp Hội đồng Nhà nước Nga được tổ chức hôm 24 tháng 12. Đây là một sự kiện vĩ đại đối với đất nước và là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường an ninh, cũng như nâng cao năng lực quốc phòng của nước Nga. Tôi muốn nhờ Bộ trưởng Công thương Denis Manturov gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới những nhóm kỹ sư đã làm việc để phát triển hệ thống tên lửa này. Ông Putin nói thêm, theo hãng tin Sputnik, tên lửa Zircon đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và sẽ được đưa vào biên chế hải quân Nga từ năm sau. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.